Em đồ gỗ Mỹ Nghệ chứng minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các tình yêu có một buổi sáng. Hôm nay là một buổi sáng ngày thứ 5. Một buổi sáng ngày thứ 5. Thời tiết hôm nay nó khá là âm u, nó cũng không có nắng mọi người ạ. Mà hôm nay nó nắng rất là đẹp. Qua trời nắng đẹp. Nhưng mà thời tiết nó vẫn như kiểu đang bị áp thấp nhiệt đới ấy. Nó cứ lúc nắng lúc mưa. Hôm nay thì trời hầu như là rất là âm u và không có nắng. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay em sẽ lên cho mọi người một clip với những cái sản phẩm mới, những cái sản phẩm Mỹ Nghệ mới, nó bao gồm rất nhiều các thành phần và thể loại khác nhau cho anh em lựa chọn mọi người nhé. Và trên nền tảng là chất gỗ tốt và giá cả là phải chăng, anh em có thể ai có thể chơi được, ai cũng có thể chơi được mọi người nhé, mọi người yên tâm nhé. Ok, thì trước khi vào clip thì mọi người hãy nhớ một nút like, ấn nút like của em mọi người nhé, ấn nút like của em. Và ai chưa đăng ký kênh xem được clip thì nhớ ấn đăng ký kênh của em mọi người nha. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì khỏi làm mất thời gian của mọi người, thì cái sản phẩm đầu tiên mà em Minh muốn chia sẻ giới thiệu mọi người, đây là một cái bức tế công. Alo, quên nhầm, đây là một cụ đạt ma. Mình bảo cụ tế công, cụ đạt ma được chế tác cái chất liệu gỗ này là gỗ mun sừng Khánh Hòa. Mun sừng Khánh Hòa ra cái bức này là một cái bức xem nào. Bức này là một cái bức gần như là một bức cuối cùng, bức cuối cùng của lô mun này. Bức cuối cùng của lô mun này hết rồi, hết mun này. Cái bức này thực ra là làm rất là lâu rồi đấy, nhưng mà em để ở trên xưởng em không cầm về. Thì hôm lọ em mới cầm về. Hôm lọ mới cầm về xong. Đây nó chính là những cái rễ của cái cây gỗ mun sừng Khánh Hòa, nó là những cái rễ. Và trên những cái rễ này bọn em mới chế tác cái những cục của đạn ma. Cái mun sừng Khánh Hòa bây giờ nó rất là hiếm, hiếm lắm mọi người nhé. Và bản thân nó để nựa được những cục gỗ đẹp và đặc thì gần như là không có, cục kiểu gì nó cũng bị lũa. Riêng mun sừng Khánh Hòa anh em mình dùng kiểu gì nó bị lũa, hiếm bằng đặc. Và hàng đặc, bây giờ mà anh em mua những cái hàng mà nó hàng đặc mà nó cứ thẳng, mình cứ gọi là cái hàng cột ấy, nó không phải là cứ cong cong những cái rễ này đâu anh em ạ. Những cái rễ như này cong cong này thì nó mới là chuẩn hàng Khánh Hòa anh em nhé. Còn những cái hàng bây giờ anh em mua mà nó cứ thẳng đơ, mà nó cứ thẳng tuột, nó như kiểu là một cái cột đấy, người ta gọi là hàng cột đấy, thì cái đấy nó không phải là hàng của Việt Nam mình, không phải hàng Khánh Hòa, mà cái hàng đấy nó là hàng Campuchia. Chứ còn thực ra Khánh Hòa bây giờ làm gì còn những cái cây mun mà gỗ nó thẳng tưng như thế, không còn những cây mun mà gỗ thẳng tưng như thế, tất cả nó đều là hàng Khánh Hòa, hàng Campuchia hết. Em sẽ cho mọi người xem một cái ảnh này để anh em thấy là đây là cái hàng trên thị trường đang bán mà những cái cục gỗ đặc này. Những cái cục gỗ đặc đây, mọi người thấy nhìn đây, nó cũng là mun sừng Khánh Hòa, và cái này nó chính là cái hàng thân. Đây, hàng thân mà trên thị trường mà đang làm anh em. Cái hàng này thì nó sẽ đặc, nhưng mà nó là hàng cam về, chứ nó không phải hàng Việt Nam, hàng Việt Nam mình không có hàng như này. Đây em sẽ coi, đây là cái phôi mà người bán phôi người ta chào em này. Anh em đã nhìn thấy nó rất là nhiều, thực ra là không thiếu. Đây có những cục rất là to này. Đây là người ta cuốn người ta gửi đi này. Anh em nhìn nhé. Không thiếu anh em, nó rất là nhiều. Đây đấy. Rất là nhiều luôn. Đó anh em nhìn đây. Để nó vẫn còn những cái trắng này, nó chính là cái rác. Và anh em sẽ thể nhìn thấy là gần như nó đặc hết. Đây nó cũng là thuộc dạng kiểu cây mun, nhưng mà nó không phải là mun Khánh Hòa anh em nhé. Nó là cây, anh em nhìn thấy đây là cây. Và người ta về người ta sẽ sắt khúc ra, sắt khúc ra và đục những bức tượng như kiểu đạt ma, rồi thì những bức như kiểu là tế công, hoặc là những bức di nặc to to thì đục chứ nó gạc. Nhưng mà cái hàng này nó có một cái nhược điểm anh em nhìn này, nó sẽ rất là nứt. Anh em nhìn nó nứt kinh khủng không, anh em có thể nhìn thấy này, nó nứt dã man luôn, cực kỳ nứt luôn đó, nứt kinh lắm, nhiều cục to lắm. Đây, đặc hết cái hàng thị trường anh em vẫn mua đấy, nhiều lắm. Thực sự là hàng này không thiếu đâu, nhưng cái giá nó cũng không hề rẻ một chút nào đâu anh em nhé. Nó cũng phải tầm 200-300 nghìn một cân. Cái hàng này hàng thân, thế những hàng này thực ra nó không phải hàng Khánh Hòa đâu. Khánh Hòa làm gì còn hàng như này. Khánh Hòa nó chỉ còn những cái gốc rễ, và cái hàng Khánh Hòa bao giờ nó cũng lũa, nó sẽ không bao giờ có hàng thẳng này, làm gì lấy đâu ra.
Anh em nhìn này, anh em thấy là bây giờ trong cái đầu gỗ nó rất là nứt, nó rất là nhiều vì nó hàng thân đấy, nó sẽ có đặc nhưng mà nó sẽ có tim đó. Đây là hàng cam, trên thị trường người ta bán thì người ta vẫn cứ bảo mọi người nó là mùn sừng cánh hoa đấy anh ạ. À, hàng này nó rất là quý nhưng mà thưa các bác, đây nó vẫn còn nguyên rác, những cái này nó rác nó nọc đây, anh em phải nhìn nó còn rác nguyên, còn rất là nhiều rác, nó là hàng thân mà, hàng thân mà đấy. Đấy, còn mùn sừng cánh hoa của mình em ấy nó chỉ là những, còn những cái rễ này người ta đi đào, nó chỉ còn những cái rễ như này thôi. Anh em sẽ thấy là cái hàng này người ta chào em rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn đấy. Đấy, người ta chụp ảnh gửi qua Zalo cho em ấy, lấy bao nhiêu cũng có, giá nó cũng không hề rẻ, nó cũng phải tầm 200.000 một cân, khoảng 200.000 một cân đấy. Nhưng mà cái hàng này đặc điểm là nó hay bị đứt, nó đứt, nó cứ như thế này này, đục ra nó cứ đứt như này, nó cứ theo thớ, mà cái hàng thân nó sẽ có theo thớ, nó cứ đứt xẻ như này rất là khó chịu đối với hàng đấy. Nó xẻ bôi, xẻ đôi, xẻ dọc, xẻ xiên vào mặt này, xong rồi phải dặm vá rất là nhiều, phun màu rất là nhiều, nó lứt nhiều. Anh em mua những cục thân, những cái cục hàng đấy mà về lật đế lên ấy, mà thấy mà nó cứ dăm đế nhiều thế là chắc chắn là hàng đấy ấy, anh em mua chỉ có dặm màu nhiều và vá rất là nhiều, bởi vì nó lứt, nó hàng thân nó sẽ thớ dọc rồi, nó lứt kinh lắm. Còn mun Khánh Hòa nó chỉ có những cái rễ này thôi anh em ạ, nó cong cong, cong cong này thôi. Còn nếu mà gỗ nó đặt như này, một cục thẳng như thế, thì không ai tới đục như này đâu, không ai tự nhiên đục theo cái giá như này đâu, bởi vì đục như thế thì có mà giết người, nó mất đi nhiều gỗ lắm, mà người ta sẽ đục thẳng, phôi to thì làm thẳng hết. Đây Khánh Hòa, đây chia sẻ cho mọi người để mọi người biết. Đấy, không phải hàng của Việt Nam đâu, chết mẹ chúng lấy thước, để em chụp đây cái thước. Ra cái hàng Khánh Hòa, cái hàng Khánh Hòa với cái hàng Campuchia bóng là lá giống nhau mà, còn là lá giống nhau, nó cũng là cùng một cái thổ nhưỡng Việt Nam với Campuchia mình, những cái thổ nhưỡng nó cũng gần như nhau, nó gọi là 1810. Nhưng mà cái hàng thân thì chắc chắn là cái chất lượng của phôi là sẽ không thể bằng cái hàng gốc như này được. Cái bức này cao 57 mọi người nhé, cao 57, rộng là 22 và sâu là 18. Cao 57, rộng 22 và sâu 18. Hôm nào em sẽ giới thiệu với mọi người, để cuối tuần này đi, em sẽ lên và giới thiệu mọi người một cái bức mun sừng Khánh Hòa em làm từ đầu năm, phôi khủng khiếp. Nói chung là bước đấy em sưu tầm và em đã làm từ đầu năm, và em vẫn để trên xưởng cho làm kỹ càng và để trên xưởng xi xiếc ngon lành. Hôm nào về em sẽ giới thiệu chia sẻ mọi người. Nhưng bước đấy thì không bán, chia sẻ anh em để anh em biết cái hàng mun sừng Khánh Hòa được, để mà tìm được những pho còn lại mà to như thế là cực kỳ khó. Là một cái bệnh gốc, là một cái bệnh gốc cực kỳ khổng lồ luôn, không phải khổng lồ thôi, nhưng đối với mun sừng mà được đặc gỗ và to như thế, liền như thế là hiếm. Có một bức duy nhất. Hôm nào cuối tuần này em sẽ quay chia sẻ mọi người để anh em đam mê ngắm mun sừng Khánh Hòa chuẩn nhé. Bữa này em giao lưu mọi người giá kỷ niệm anh em thôi. Nói chung là anh em không đi mua ở đâu có giá này đâu, chuẩn mun sừng Khánh Hòa là cam kết chất lượng nhé. 1.790.000 không ship, vừa bán vừa kỷ niệm cho một anh em nhanh tay duy nhất. 1.790.000 anh em cứ chia hộ ra sao em? Mình cứ gọi đơn giản là gọi là 1.800.000 đi. 1.800.000 thì mất 100.000 tiền xi sáp rồi, sơn xi sáp. Nó còn 1.700.000, 1.700.000 thì mình chia ra, qua gọi là 800.000 tiền gỗ, 800.000 tiền công. Đấy, anh em nghe thấy là thấy là như thế nào rồi. Còn nghe như thế là anh em biết là khỏi mà mặc cả em mình làm gì khổ thân ra, bởi vì thế là mọi người hình dung rồi. 1.790.000 trừ đi 100.000 tiền sơn là còn 1.000.000, gọi là còn 1.700.000 đi. 1.700.000 thì em cứ chia đôi ra thì anh em cứ tính em khoảng 800.000 tiền gỗ và 800.000 tiền công. Đấy, trong đó có công thợ này, công của em mình này. Cục gỗ đấy thì chắc chắn là phải tầm 800.000 rồi, chứ không có chuyện của cục gỗ đấy mà 500.000 thì không là mua được cục gỗ mun sừng cao cao 60 như thế mà mới giá 500.000 được. Phải 800.000 cục gỗ đấy. Thì anh em biết là cái giá nó hợp lý như nào cho mọi người. Nhiều anh em cứ kiểu thành cái thói quen, hoàng thói quen
cứ thế phát giá đâu mà cả chả biết là người bán có như nào không. Thật sự em bán cho mọi người phong bun thì em chỉ được 100.000 thôi, 100.000 thôi. Còn đấy là cái công thuận em làm rất là rẻ đấy, chứ còn nhiều khi anh em đi thuê người ta lấy chắc mấy triệu đến công, chứ đừng nói là cái khác rồi nhé. Cái bức này là cao là 37 mọi người nhé, cao 37 này, rộng là 23 này, và sâu là 21. Cao 37, rộng 23 và sâu 21. Đây là một cái bức chuột gỗ cẩm, chuột gỗ cẩm, hàng điền nguyên khối 100%, có rất là cao và gọn đồ anh em, cẩm Việt, cẩm Gia Lai anh em nhé. Gỗ rất là hồng và đẹp luôn. Bây giờ em sẽ quay kỹ cho mọi người ngắm. Này nhiều phôi phết đấy mọi người ạ. Hàng em sẽ bao cho mọi người là không có lỗi vết anh em nhé, anh em yên tâm. Bao không lỗi vết, không dặm vá, không chắp kép, không vẽ vân. Mọi người nghe rõ nhé, hàng bao cho mọi người không dặm vá, toàn bộ tự nhiên hết, không dặm vá, không vẽ vân, không chắp ghép. Còn anh em đi mua trên thị trường không ai bán đồ gỗ, và nhất là những cái sản phẩm được chế tác trên những chất liệu gỗ gốc cây như này, mà dám cam kết với mọi người là như thế. Nhưng riêng đối với những cái sản phẩm nào em cam kết là chuẩn như thế anh em nhá, vì anh em nhìn là biết, ai sành gỗ nhìn là biết mà, ai chơi sành là biết. Rồi còn để mà nữa cho mọi người thế thì thực ra là cũng rất là khó, và phải tìm những cục phôi chuẩn lắm ấy mới làm được ấy. Chứ còn hàng gốc dễ này khó tránh lỗi vết lắm anh em. Nó là cái dung sai cho phép, nhưng mà đối với cái sản phẩm này thì là 100% luôn, không có dung sai luôn anh em nhé. Ok chưa? Họ chơi thì anh em có thể mua những cái sản phẩm rẻ hơn cũng có, nhưng mà cái phôi nó sẽ xấu, và thứ hai là về nó có chút lỗi vết, thì nhiều khi mọi người chơi theo thời gian thì nó sẽ không chuẩn bằng cái hàng 100% này được. Đấy. Thì cái hàng này, bước này em giao lưu mọi người là 1.000.000 nhá, 1.000.000 con chuột đấy nhá. Gỗ rất là to bởi vì nó liền mà anh em. Đây là một cái rễ cẩm, một cái chóp rễ. Nó là cái phần cuối của một cái rễ cẩm. Mình cái phần đầu mình cắt đi, mình làm được cái to rồi. Thì còn cái này là phần cuối thì mình cắt mình làm cái chuột. Đấy. Và nó không dặm vá nên là nó không bị tim và thủng nhá. Đây là cái rễ. Không bị thủng nhá. Bị thủng đó mọi người nhá. Ok chưa? Đấy. 1.000.000 anh em nhá. Bọn em làm ra 900 này đấy mọi người ạ. Làm ra 900 bán mọi người 1.000.000, được 100k con chuột này. Xuất sắc luôn. Quá đẹp rồi. Để cho anh em một cái sản phẩm này, một chú heo rất là to, gỗ hương. Con này anh em để đầu bàn nó rất là đẹp. Để đầu bàn nó rất là hợp lý mọi người nhé. Mình đính chính với mọi người là con này gỗ rất là to, quá xuất sắc luôn, siêu khổng lồ luôn. Cái này em để cái đun kẹp đầu bàn đúng chuẩn, hoặc là mọi người để kệ tivi. Anh em mà ví dụ như cái kệ tivi của mình ấy, nó có hai cái vị trí hai đầu hai bên, ở giữa cái tivi có hai vị trí hai đầu hai bên. Anh em có thể để loa thì anh em có thể để cái chú heo này lên cái loa đó, thì em khẳng định mọi người luôn là quá tuyệt vời và chuẩn vị trí đó thôi. Em làm ra những cái chú heo này là để đặt vào những vị trí đó cho mọi người chơi, và hàng nghìn nguyên khối của em. Gỗ hương mà làm được cho mọi người nữa là như này nó không phải dễ đâu, không phải dễ dàng đâu anh em nhé. Mà anh em nhìn thì biết rồi, không hề nhỏ, đúng không ạ? Tròn lục lạc này không hề nhỏ thế này. Quá tuyệt vời rồi.
quá tuyệt vời, không không cần từ gì diễn tả nữa. Mà giá cũng nghe cũng rất là hợp lý anh em. Đây là chất chất hương của mình ấy. Cái hàng anh em nhìn thấy em làm chay hết, em không hề có một tí bóng nào, em nhìn thấy không hề có một tí bóng nào luôn. Mình cảm giác nhìn như kiểu cái hàng đã chơi rất là lâu năm rồi đúng không ạ, nhưng thực ra tất cả đều là hàng mới. Và cái này là bóng mờ 100, bắn bóng mờ 100 luôn ấy. Không có một tí bóng ánh bóng nào luôn, vì gỗ nó đẹp bắn không một tí bóng nào luôn. Còn anh em thích bóng thì mình sẽ bắn thêm một tí cho nó bóng bóng lên tí thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Nhìn ánh hơn, nó ánh tí. Còn cái này mờ quá, em nghĩ là cái này thợ bắn mờ quá, mờ 100 mà nhìn nó mờ, nhìn thì nó que là cái vân, nó rất là rõ cái vân. Nhiều người mà mới chơi ấy, nếu như là anh em là mới chơi thì sẽ không thích cái hàng kiểu này. Mình thích bóng, nhất là những anh em trong Nam ấy thì sẽ khoái cái hàng bóng kính hơn. Nhưng mà xu hướng bây giờ người ta không chơi bóng kính đâu anh em, bây giờ đều là chơi cái hàng bóng mờ này hết. Cái mờ này mờ 100 mất rồi, nó không phải mờ 70. To lắm mọi người nhá, cái này để đầu bàn hoặc cái kệ tivi là vừa. Nhà có người tuổi heo thì mọi người bê chú về chơi. Giá sẽ cực kỳ êm cho mọi người. Rộng 50, cao 39, rộng 50 cao 39 và độ dày em ạ. Độ dày nó rơi vào tầm khoảng là nó phải rơi vào tầm 28 29 anh em ạ. 28 29 phân ấy, nó không hề mỏng đâu. Lúc này em để cho mọi người cái giá anh em nghe phát giật mình luôn ấy. Chuẩn tương ta là like. Hàng quá chất lượng. Để anh em 2790 không ship thì kỷ niệm anh em 2790 nha mọi người nha. Mọi người cứ đi bói khắp cái Việt Nam thì không có cái hàng nào con heo nó to này mà cái giá này anh em cứ đi bói đi, không thể làm được, thực sự mọi người không thể làm được. Quá khó. Đặt xem cái đế xem, nó là hàng gốc cây mà hàng này đều là hàng đặc hết đây, đặc hết cắt đi đây anh em này. Em nhìn đây anh em nhìn nó đầu này nó vẫn còn hơi một chút gọi là cong cong, cắt không hết, nếu cắt hết thì nó lại đó, nó còn văn vát. Đây là tất cả đều hàng gốc hết, nó còn văn vát, cứ văn vát này. Đó, còn chỗ này là thợ nó đã cắt đi rồi, cục phôi nó không tròn đâu nhé, cái này là mình phải cắt đi để hạ lại mặt bằng, nếu cắt đây nữa thì nó lại hơi mỏng một chút, nên là thôi để chỗ này lại, nó cong cong được tầm khoảng một phân ấy. Không ảnh hưởng gì, nói chung đối với hàng gốc như này là quá xuất sắc, nhức lách gốc cây như này là nhức lách này. Đây có khi mọi người đặt xuống thì sẽ không nhìn thấy gì đâu, lật lên thì mới nhìn thấy thôi, còn khi đặt xuống thì sẽ chắc chắn là sẽ không nhìn thấy gì. Đó, anh em nhìn đặt xuống này chúng ta sẽ không nhìn thấy gì đâu nhá. Đây là chỗ này nó bằng hết đây này, bằng hết này. Đó, 2790 mọi người nhá, xuất sắc nhức lách luôn. Bước duy nhất nói chung là đẹp và tuyệt vời. 2790 không xịt, không xịt thôi anh em nhé, bao xịt là lỗ luôn đấy. Con này nó nặng và to, em nên giới thiệu với mọi người một quả phú quý của Ngọc An, cũng có hai quả qua bấm một quả. Đây, nốt một quả nữa. Quả này được tính 50 sao? Bằng quả hôm qua. Thơm lắm. Thơm. Hàng này thì anh em yên tâm nhá, bởi vì cái chất phôi cũng như là chất gỗ là đều là chọn hết. Chọn hết cho anh em. Toàn bộ là không có vết. Những cái này toàn là cái vết chun. Là cái vết chun anh em. Đây này. Là cái vết chun này, là có những cái vết chun này. Vân này. Rất đẹp. Hàng này em làm rất là kỹ và đã tẩy qua một lớp nhẹ.
để cho nó lên được cái màu sáng và về anh em trưng nó đẹp. Thơm, thơm lắm các bạn. Thơm tuyệt vời luôn. Này là vân hết. Không có vết nổi, không đứt nát gì đâu. Vân veo tự nhiên hết. Đó. Tuyệt vời luôn. Phú quý to này mà như này quá xuất sắc rồi. Quá xuất sắc rồi, thơm lắm. Anh em ngồi cách xa 2 mét vẫn thơm lồng lồng nàn luôn nhá. Thơm lắm. Bởi vì gỗ này nó gỗ đặc. Đặc gỗ. Ok, để em đo lại kích thước. Mọi người xem em Minh ấy, thì lựa trên cái giá này thì mọi người có thể đi tham khảo trên thị trường được. Mọi người có thể đi so sánh trên thị trường được, bởi vì những cái quả đường kính 50 như này thì 50 cao đến miệng cái núm này là 20. Đường kính 50 cao 20 đó là cùng một lô mà, hai quả cùng kích thước như nhau. Đấy. Thì em bán bằng quả hôm qua thôi. Rồi lấy mọi người 2.8 đi. 2.8 không ship anh em đi. Hợp lý thôi. Mọi người đi mua quả 50 như này mà cam kết về chất lượng phôi không lỗi vết này thì không bao giờ có giá 2.8 đâu. Anh em cứ đi tham khảo thị trường mà xem. Chắc chắn với mọi người là con số ít nhất cũng phải 3.5 triệu. Đấy là 3.5 triệu là em nghĩ là còn rẻ đấy. Còn không thì con số nó phải lên cái chắc là phải rơi vào tầm khoảng 4.5 triệu. 5.5 triệu cũng có. Nếu không biết mua. Lưu ý giúp anh em là anh em khi về anh em sờ vào cho em. Nên này phải chia sẻ rõ không mọi người thì bỏ làm không kỹ nhá. Khi anh em sờ vào những cái sản phẩm này thì mọi người sẽ thấy là nó có cái độ dính ở tay. Bởi vì sao? Bởi vì cái hàng này là không phải hàng sơn BU mà là hàng đánh sáp. Và thứ hai nữa, vì sao nó dính? Nó có hai nguyên nhân, một là do nhất là hàng đánh sáp. Thứ hai, nó là do cái dầu. Cái dầu của những cục gỗ này nó rất là nhiều dầu, bản thân nó rất là nhiều dầu, nên là sao nó thơm, bởi vì nó cực kỳ nhiều dầu. Nó cái dầu của nó ra nó kết hợp với cái sáp, bọn em đã quay rất là kỹ và làm rất cố gắng hết sức cái cỡ để cho nó mịn. Sờ nó rất là mịn, sờ sẽ không bao giờ có một chút gợn nào ở trên tay, không có một chút gợn ở trên tay. Nhưng mà khi anh em sờ lâu, anh em đặt tay lâu lâu này, anh em di mọi người sẽ thấy có cảm giác nó hơi dính một chút. Đấy là do cái dầu của nó ra nhá. Có cái hàng nó khô ấy, nó ít dầu ấy, thì mọi người sờ nó sẽ cảm nó chả có cái mẹ gì nó dính cả. Nhưng cái hàng đấy thì nó không có mùi đâu, có mùi thơm. Còn hàng này thì nó do nó nhiều dầu lắm nên anh em sờ nó sẽ dính. Và thậm chí là bọn em khi bọn em gửi cho mọi người, bọn em quấn cái ni lông ấy, thì cái ni lông nó sẽ dính, nó sẽ tạo thành, nó dính vào đây và nó tạo thành một cái lớp như kiểu là nó như kiểu tạo thành một cái dính vào đây. Thì mọi người về, mọi người lấy cái rẻ, anh em lấy một cái rẻ ẩm, xong anh em lau thật kỹ cho em. Lấy cái rẻ ẩm ấy, cái rẻ ẩm rửa sạch ẩm cho anh em lau, càng lau kỹ càng tốt, cứ lau thật kỹ, không sợ hỏng cái gì đâu nhá. Vì hàng này nó không có vẽ vân nên là mọi người cứ lau thoải mái, anh em lau thật kỹ và lau mạnh, lau kỹ, càng lau nhiều thì nó càng lên gỗ, nó sẽ càng lên nước bóng và nó sẽ đẹp. Bởi vì hàng không có lỗi vết nên mọi người lau vô tư, cứ lau nhiều lau mạnh, càng lau nhiều càng lau mạnh thì nó sẽ lên bóng, lên nước bóng rất là đẹp. Và bóng đây là bóng tự nhiên của gỗ, nó kết hợp với cái dầu nó ra thì nó sẽ lên nước rất là đẹp nhé. Để tư vấn cho anh em về cách dùng. Và đừng, mọi người đừng sợ lau, cứ rỉa ẩm anh em lau mạnh à, lau mạnh như này anh em lau cho em. Đấy. Chịu khó lau à, cứ bày ở bàn này, cứ rảnh rỗi là thấy nó bụi mọi người lại giật rỉa ẩm, mọi người lại lau. Cái việc mọi người lau mạnh ấy, thứ nhất là nó sẽ làm cái quả này nó sẽ lên nước bóng rất là đẹp, và thứ hai nó sẽ tỏa mùi thơm. Bởi vì sao? Khi cái gỗ này, cái dầu nó trong ra, cái dầu ở trong gỗ nó ra ấy, nó sẽ lâu ngày ấy, nó sẽ tạo thành một cái lớp oxit ở trên mặt và nó sẽ bao phủ và cái dầu nó sẽ không toát ra được, nó sẽ không thơm. Nên cái việc anh em lau rỉa mà anh em lau mạnh, cứ lau mạnh vào, cái này lau mạnh thì nó sẽ toát cái dầu ra, dầu nó sẽ ra được và nó sẽ thơm. Đấy, đó là cái cách tư vấn anh em chơi những cái bình phẩm của em. Còn đừng có xịt những cái hóa chất gì vào đây nhá, đồ gỗ đừng xịt hóa chất. Anh em cứ lau ẩm, rẻ ẩm cho em. Nếu hàng không lỗi vết cứ rẻ ẩm vào lau.
nhiều anh em cứ xem ở trên mạng ấy, xong đi mua những cái nọ phun, nọ phiếc dầu bóng rồi biết rồi anh em về phun, mà thực ra nó chỉ hay cái lúc đầu thôi, mà mọi người biết là về sau thời gian anh em cứ thi thoảng anh em phun đấy, mỗi một lần phun đấy nó sẽ tạo thành một cái lớp ở trên bề mặt gỗ, và khi những cái lớp ấy nó dày, mỗi lần một lớp nó sẽ dày lên, và nó gần như là cái gỗ của mình nó sẽ biến chất, không còn là nguyên bản của chất gỗ nữa. Đấy, nó sẽ không còn nguyên bản nữa anh em. Là mọi người chơi thì đừng có dùng hóa chất, lau rẻ khô thôi, lau rẻ khô đấy anh em nha. Một cái rễ, cái này em sẽ bán tặng cho một anh em nhanh tay duy nhất ngày hôm nay, một bức duy nhất. Cái này vừa bán vừa kỷ niệm vừa khuyến mại anh em. Con này không phải là con nhỏ đâu nhé, đây là con dê gỗ ngọc am ở trên một cái rễ ngọc am rất là to, rất to và khổng lồ, hàng ngày đã khô kiệt và gỗ đỏ rực đây anh em nhìn. Đây là vẫn còn một chút lũa đây, đây là hàng rễ anh em nhé, rễ lũa trên này đặc nhá, trên đặc hết nhá, đặc hết. Con này khổng lồ, to khổng lồ luôn, anh em mang đi biếu tặng được đây. Bạch lũa, đây là chính là một cái bạch lũa to chưa, của gỗ này chết đòn nhỉ, liền 100%. Em nói mọi người, cục gỗ này chết đòn rồi chứ nói tình công. Anh em biết là cái thợ vỡ mà để vỡ cái con dê này là mất bao tiền không? Thợ vỡ mà để, chưa nói thợ gọt nhé, đây đang nói thợ vỡ. Thợ vỡ mà vỡ cái con dê này để tạo hình trên con dê trên một cục gỗ này là người ta lấy 700.000. 700.000 tiền vỡ. À đâu, thôi. Lấy xong rồi còn cũng được gọi là rẻ đấy. 700.000 tiền vỡ. Sau đó về nhà thợ em gọt nữa. Thì nó nên dơ vào tiền gọt này, em gọi gọt nhanh. Ông em ông ấy gọt nhanh thì mất tầm khoảng 500.000. Là tổng thành nên công cả vỡ cả gọt là một khoảng 1.2 triệu. 1.2 triệu. Và cái tiền si sáp nó là 100, nó là 1.3 triệu. Đọc như thế là anh em mình dùng cái câu chuyện này. Chắc chắn thợ vỡ phải 700.000. Vỡ một con dê là 700.000. Gọt 500 là 1.2 triệu. Sơn si 100 là 1.3 triệu. Em bán cho mọi người 1.9 triệu. Lấy đúng 600.000 tiền gỗ. 600.000 thì chung là củ gỗ này 600.000 thì không đủ. Mà thôi, bán cho anh em chơi còn một con nhất đây. Em không làm hàng này rồi. Thực ra cái con này là để trong kho, là nó sót ở trong cái kho của thợ sơn là rất là lâu, chắc phải 3 tháng này rồi. Đây bỏ ra bán cho anh em chủ chính, cho con này bình thường em phải bán 2.3 triệu. Vì nó rất là to. Một con dê 1.9 triệu bé tí. Con này to tổ bố luôn. To lắm nhá. Anh em lưu ý không gian bày là phải khá là rộng á, bày được. Cao là cao 58 này. Nhiều nguyên khối 100%. Rộng 42 này. Và sâu 20 nhé, sâu 20 nhé. Giá là 1.9 triệu. Và anh em lưu ý giúp em là tất cả những cái sản phẩm mà giá bán là chưa có ship. Anh em chuyển khoản thì bên em sẽ bao ship cho mọi người nhé. Chuyển khoản thì bao ship nhé. Anh em lưu ý nhé, chuyển khoản như con này anh em chuyển khoản bao ship là em bán hòa luôn. Nó rất là lợi cho anh em ấy, bởi vì con này không phải nhỏ đâu, to lắm. To lắm ấy. Đó, ok, để em bê con này xuống nhà. Chủ chín to tổ bố mày. Ủa, am nha, cam kết chất lượng phôi nhá. Nhưng nhiều ông ấy nghĩ là cái nó bán cái giá này, một con dê to này cái bán gỗ mẹ áo gỗ, gỗ đéo gì mình nghĩ nó phải gỗ cậu am. Hay là bán bố gỗ thông thì bỏ mẹ. Anh em yên tâm nhá. À, bán gỗ thông bỏ mẹ, nó gạ chuyển khoản hết. Nhưng gạ chuyển khoản hết đến lúc nhận hàng mẹ nó thành gỗ thông chết mẹ chết toi, nó lừa mình rồi đừng có mua. Thì anh em yên tâm, anh em nào mà chưa mua bao giờ, chưa phải khách của em mua bao giờ thì mọi người có thể cọc tiền, còn anh em nào mua rồi thì chắc chắn là với cái giá này là chuyển khoản luôn rồi, bởi vì chất lượng phôi rồi. Gỗ nào anh em về cứ ngửi mùi là biết, còn không cần giới thiệu nhiều.
Tiếp theo cho các tình yêu này, đây siêu phẩm này, đây, lâu lắm mới có này. Lắm này, chặt cũ, lâu lắm mới có. Long quy, trứng trạch, một trong những cái linh vật mà rất là nhiều anh em buôn bán kinh doanh đều rất thích, đó là tác phẩm long quy trứng trạch. Long quy. Đây là tác phẩm mà long quy được chế tác trên chất liệu là chắc đen. Chắc đen anh em nhá. Chắc cũ ấy. Em có hai con. Một con đỏ và một con đen. Con kia đỏ thực ra nó cũng không đỏ lắm đâu. Nó đỏ một chút thôi, bởi vì cái chắc Việt của mình nó cũng không đỏ nhiều. Con này cái sừng này là liền anh em nhé. Thường thường long quy là hay bị chắp sừng đó. Cái sừng này này nó hay bị chắp. Nhưng cái sừng này anh em thấy nó rất là thấp. Thế là sừng này là sừng liền. Còn cái sừng mà nó nghẹn cao đang đầu đây nhé, mà cái sừng nó cao vút như này thì chắc chắn là cái sừng này là sừng chắc. Còn sừng như này là sừng liền anh em. Cái này làm xong rất là lâu rồi đấy. Xong từ trước mùng 2 tháng 9. Nhưng mà từ mùng 2 tháng 9 này em không cầm về. Nghỉ mùng 2 tháng 9 xong này bão lũ luôn. Mình cũng không có cầm về nên để đây nó rất là bụi trên xưởng sơn người ta làm. Đánh dây giáp, bụi nó bay nó dính nó rất là nhiều. Còn nhất thôi. Hàng này nếu anh em mua trên thị trường với kích thước to mà liền như này, chuẩn chắc cũ như này, thì anh em cũng bỏ ra cơ số tiền. Mọi người cũng phải bỏ ra cơ số là tiền để mua được anh em ạ. Một trong những cái linh vật rất là tốt luôn. Tuyệt vời anh em nha. Một con duy nhất. Em sẽ lật qua phần đế cho mọi người nhìn đế. Ui này. Đặc xịt luôn. Phê chưa. Đục móc bốn chân này ra là mất nhiều phôi lắm. Sở cấp luôn, quan duy nhất chuẩn chắc đen phê luôn anh em ạ. Khó lắm đấy, nó dày lắm mọi người. Đây này, phùi nó dày này cơ mà, em nhìn nó dày đây. Dày mình đây, rất là dày mình. Nó vẫn có những cái ánh đỏ đây nhưng mà nó rất là ít, gần như là rất là ít luôn. Đây, anh em về xoay đèn mấy, đây, nó có những cái ánh đỏ này. Nó rất là ít luôn. Anh em nhìn chưa? Bóng lừ luôn. Bóng lừ luôn. Này để bán nhá. Cục phôi này chết đòn đấy. Phôi làm long quy đắt lắm. Mọi người hình dung bởi vì sao cái phôi làm long quy nó đắt? Bởi vì là mình phải mua cái cục phôi nó ra. Lạc của nó cháy như này, lạc cháy mà tròn vo này thì phôi này không hề rẻ đi nào. Nó hiếm lắm, hiếm phôi này lắm. Cái này để bàn sưu tầm mọi người nhá. Con biết giá thì tầm này giá như rau muống luôn. Dài 33. Cao cho anh em này. Cao 17,5. Khá là dày luôn đấy, gỗ khá dày luôn đấy. Chiều dày của này nó phải rơi vào tầm 23 phân. Nếu mà anh em chơi phong thủy ấy, thì chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua cái tác phẩm long quy. Chắc chắn rồi. Không thể bỏ qua long quy. Người kinh doanh buôn bán thì người ta lại càng không thể bỏ qua long quy được. Không thể bỏ qua được. Cái hàng đục mà moi được bốn chân này cho anh em này, nó còn đắt tiền và nó khó làm hơn cái hàng mà người ta đứng bên dưới nó có sóng nhá. Cái hàng long quy đứng bên dưới có sóng ấy, hàng đó nó rất là dễ làm.
Còn cái hàng móc bốn chân này ra thì yêu cầu cái gỗ phải cực kỳ đẹp mới làm móc bốn chân được. Còn nếu gỗ của mình xấu không móc bốn chân được đâu, không thể móc bốn chân được, gỗ phải đẹp mới móc được bốn chân như này. Nó dày mình chứ, em nhìn cái mai này. Thực ra cái gỗ chắc để kiếm được cục chắc này nó rất là đắt. Và anh em mà chơi cái hàng này thì thường là phải am hiểu về gỗ chắc và chơi rồi hiểu cái giá trị của chắc rồi, và nhất là những cái chắc cũ này phải hiểu về nó, am hiểu về nó, hiểu giá trị của nó thì mới chơi được. Còn anh em mới chơi thì là khó va cái hàng này lắm. Bước này thì trên thị trường bán thì chắc chắn cũng không dưới tầm khoảng dao động từ 4 triệu rưỡi đến khoảng 5 triệu đổ lên. Mình có hàng chất như này nó không có mấy khi gặp đâu. Em có hai con thôi thì mới hoàn thiện con đen này trước, còn một con đỏ 3 triệu 6 anh em nhé, 3 triệu 6 không ship, anh em chỉ gọi hết em bảo ship cho. Rất phổi, quá xuất sắc, anh em nhìn hàng nó không có vá víu gì nên là rất là mịn, nó rất là mịn nha, không có vá víu gì là nó rất là mịn anh em nhé. Còn cái hàng vá víu chắp ghép ấy thì anh em nhìn nó sẽ rất, nó có những cái gờ, người ta dùng cái keo ấy, nó sẽ có gờ, anh em nhìn hàng của em rất là mịn luôn. Quan trọng nhất cái mài này anh em này, cái mài này quan trọng nhất, thường thường hay chắp là chắp vào cái mài này, chắp vào cái mài này, trên cái mài anh em nhìn này, mịn tuyệt vời luôn. Hàng này nó còn khó lựa gỗ hơn cả cái hàng tượng Di Lặc. Tượng Di Lặc còn dễ lựa gỗ hơn hàng này. Cho anh em ngắm một cái bức này. Đu hương. Để em chốt MB này xem có bê lên được không. Nã. Đu hương lại còn ôm đá. Bây giờ đang ở khoảng 4 mấy cân. Đã lưu hương rồi còn ôm đá anh em ạ. Thế mới ác ôn. Đây là nguyên một cái gốc đu hương nhá. Ra cái món này là làm rất là lâu rồi. Món này làm rất là lâu rồi. Anh em mình cái bẹ phui này. Quẩn xe luôn. Nhức lắc. Cái lưu hương nó chạy từ đây, nó chạy dài đây, chạy dài đây đến đây, đến đây, đến đây, có nghĩa là vòng xung quanh một cái, đây là một cái gốc, và anh em có nhìn thấy ạ, đây là một cục đá đây, đây ôm đá, ôm đá anh em nhé. Vài luôn, cấp luôn đấy nhé. Quả này thì mẹ em nói mọi người hiếm, quả này hiếm, chưa gửi được quả này, tuyệt vời, quá đẹp. Anh em núi rừng Tây Nguyên thì đừng bỏ qua quả này anh em nhé. Đã là người Tây Nguyên mà bỏ qua tác phẩm này thì hơi tiếc luôn. Quả bẹ phôi nó quá dày. Đây là giá gỗ lưu hương. Em nhìn quả bẹ này.
quá dày. Chết phôi đi. Em ơi anh em, tuyệt cú mèo luôn. Nu nhiều lắm. Nu nhiều lắm có tình yêu ạ. Anh em nhìn này. Không có tí vết nào luôn. Không có tí vết nào luôn anh em nhé. Tự nhiên hết. Đây đây đây. Anh em nhìn cái chỗ này thấy này nó hơi khuất sáng ha, đi đây quay kỹ này. Đây. Quay kỹ để mọi người thấy này. Nó là vân gỗ hết anh em. Anh em nhìn chưa? Cái này nó là như kiểu một cái mắt đấy, em không hiểu tại sao nó có cái này. Nhưng mà em không chỉnh sửa vào bởi vì nó tự nhiên đồ gỗ. Đấy, tự nhiên nó có cái này, mình chả biết cái này nó là cái gì nhá. Nó cũng kiểu dạng cái mắt như thế này này. Đấy. Đây này. Đấy. Nguyên là vân gỗ hết anh em nhá. Được chưa? Đấy, khó hiểu cái đấy lắm. Không em không chỉnh sửa cả lắm. Anh em nhìn này. Em quay rất là kỹ anh em nhìn cái chất gỗ. Để mọi người thấy là cũng là rất là đẹp và tuyệt vời. Đây. Đấy nha. Nhiều khi quay ở bên trên nó bị khuất sáng thì em cứ nghĩ, anh em cứ nghĩ là những cái chỗ này là bị vá víu hoặc là sâu thối. Nhưng mà cái cục phôi này là cục phôi kinh điển. Là mọi người nên nếu mà quay sát vào là chúng ta nhìn thấy sẽ toàn vân là vân luôn này. Đấy, nhìn này. Hôm nay là thời tiết nó không có ánh nắng. Không có ánh nắng mọi người nhá. Không có ánh nắng anh nhìn này. Hương Gia Lai và hàng lưu thì nó cũng mua cục phôi đắt mà. Nhưng mà em nó đắt là đắt hơn cái giá phôi bình thường 35 thôi. Chứ còn nếu mà so với thị trường thì em nghĩ là cục phôi để em mua chắc bằng nửa giá thị trường người ta mua thôi. Cục này với cái chất nu này để anh em mua đâu đó 100.000 một cân. Mà mình mua qua 52.000 một cân. Nó bằng nửa giá thị trường người ta mua. Cấp cho anh em. Đây là những cái chun. Cái chun. Đấy. Nếu mà vừa nãy em không quay như này này, quay nếu mà quay không quay kỹ cái phần như này này thì anh em sẽ nghĩ là cái phần này à, chắc là trong này bị sâu mẹ rồi, sâu thối rồi. Nhưng mà khi quay sát là mọi người thấy là vẫn còn vân nguyên nhé. Hoặc như cái phần như này chẳng hạn. Để quay như này nếu quay xa này, anh em nhìn thấy anh em ai mẹ cái chỗ này này cũng bị sâu thối hết rồi. Nhưng mà khi quay kỹ vào thì anh em sẽ thấy là do cái khuất của ánh sáng thôi, cái khuất ánh sáng thôi. Khi mọi người nhìn vào này, vân nó còn kinh điển và đẹp cái này cơ mà. Đúng không ạ? Mọi người công nhận với em không? Đó là do cái khuất của ánh sáng thôi nhá. Còn em quay rất là kỹ, anh em xem clip thì xem kỹ giúp em. Bởi vì chia sẻ mọi người, nếu mà trong tất cả những người bán hàng em là cái thể loại mà quay clip và quay và chia sẻ rất rõ lắm này. Còn không có thằng nào có thể chia sẻ rõ hơn em nữa. Thế luôn như thế. Nhưng là anh em xem thì xem kỹ, anh em đừng tua. Anh em cứ tua đi xong anh em cứ bảo là em không giới thiệu kỹ. Em giới thiệu rất kỹ. Bố của kỹ luôn. Nhiều lắm. Này. Nên là cái giá lu đấy. Không phải giá cũ 35 đâu. Cục này nó quá nhiều phôi luôn. Mà chả lợi phôi thế nào đâu. Nhưng về chỉ đục được con quay là hợp nhất. Giữ lại được phôi nhiều nhất. Đấy. Cục đá tự nhiên nha. Đừng có anh nào bảo là đá chắp vào nó khổ thân em nha. Còn về cứ kiểm tra đi. Còn nếu mà đá chắp thì em xin phép đền cho anh em 100 triệu luôn cho nó dễ. Kể chưa? Ngọt nước chưa? Đẹp chưa? Cân đối chưa? Hài hòa chưa? To chưa? VIP chưa? OSK chưa? Tất cả mọi thứ đều là chuẩn chỉ hết rồi nhá. Bây giờ là chúng ta chỉ đọc giá thôi. Có kích thước đã. Có kích thước cho các cụ đã. Xong rồi đọc giá cho anh em. Phát giá thì em nói anh em luôn này, chốt luôn. Anh em nó chốt luôn thì đừng đợi lúc phát giá. Phát giá thì nhiều khi nó không kịp đâu. Không mấy khi có cái quả như này đâu anh em. Phôi 52.000 cân là rẻ như rau muống rồi. Phôi này người làm mua ít thì cứ xác định là phải là 100.000 một cân. 100.000 một cân mà cái cục phôi này bây giờ nó còn tầm ở hơn 40 cân. Sau khi hoàn thiện rồi bước này còn hơn 40 cân. Cái phôi này em mua chính xác là 79 cân. 79 cân. 79 hay 75 cân thì nó nhớ như một khoảng đấy. Về thực ra là có cắt cái gì đâu. Cắt cái đoạn nó cục phôi nó như thế này nhá. Cục phôi nó như thế này này, nó như thế này luôn này.
Đấy, thì mình hạ ra, mình cắt đoạn này đây. Mình cắt đoạn này thì mình hạ một con voi ở đây và mình hạ một con voi ở đây. Còn chỗ này là chỉ bo vào mất một tí này. Mất mấy chục cân voi thôi. Mất tầm khoảng 3 cân. Này nó có rác. Chúng ra cái đây này, cái rác còn để lại này là toàn bộ những cái này. Những cái phần nu này này, đằng trước này. Những cái phần nu đằng sau này, tất cả nó đều là bao rác như này hết này. Đây là còn một mỏng một tí này. Nó đều là tất cả đều có bao một cái viền rác như này và về phải cào hết ra. Cào toàn bộ hết rác ra. Có rác bao giờ Vân cũng đẹp, anh em công nhận em không? Đẹp tuyệt vời luôn. Vũ Hương có rác bao giờ cũng đẹp. Cao 56 nhá. Rộng à? Rộng 50. Sâu cho mà. Sâu 41. Cao 56, rộng 50, sâu 41. Anh em đi mua bức này trên thị trường không giá dưới 10 triệu. Khẳng định luôn. Không dưới 10 triệu đâu. Đẹp cái này. Lu ôm đá to đặc lặng VIP không dưới 10 triệu. Anh em cứ tham khảo thử quả này em. Mà là cái hàng này nó không có đâu, không có mà tham khảo ấy chứ. Có tham khảo đã dễ. À, cái này xem nào. Bây giờ để anh em này nhá. Anh em nghe phát giá phát chốt luôn này. Đừng đợi chờ nhé. Nghe phát giá phát chốt luôn. 5.860.000. Cũ 52.000 cân mà anh em. Tiền công không đáng bao nhiêu đâu. 52.000 cân nó mua được rẻ đấy. Cho anh em đi mua hàng ngu này không có giới hạn đâu. Bây giờ phải còn bốn mấy cân đấy vì gỗ đặc. Chốt đi anh em. Không có bức thứ hai như này đâu. Không có bức thứ hai như này đâu. Nu lại còn ôm đá mà nó đẹp tứ diện này. Thời cơ đến đấy. Cụt nặng kinh. Em nghĩ bốn mấy cân. Tôi phải là 45 cân. Đúng rồi, còn 45 cân. Kiếp lực lách luôn. Quả đỏ thì một cái rễ Ngọc Am Hà Giang gỗ đỏ như máu luôn. Cái loại này tẩy nó không ra anh em ạ. Cái rễ này em tẩy rồi chứ, em tẩy gỗ rồi đấy, nhưng mà tẩy nó không ra được bởi vì gỗ nó khô khô rồi. Dầu thì nó còn nhưng mà nó khô rồi. Tẩy không thể nào ra được. Vì da đấy nó gần như là cái độ da màu nó không đáng kể. Vì cái bước này đầu tiên nó đen. Để cái rễ này. Anh em nhìn cái thứ ấy. Cái hàng rễ. Vân của nó như kiểu là cái chỉ. Thơm lắm. Thơm lắm. Rễ. Anh em vào nhanh tay thì chốt nhé. Giá thì như rau muống luôn. Kỷ niệm anh em phần này đi nhé. Để cái dễ thơm thơm lắm anh em, gỗ nó rất thơm. Cái này em sẽ bán tặng mọi người, có anh em mà nhanh tay chút để em lật cái đế xem. Em chẳng nhớ cái đế chứ, là em chỉ nhớ cái này là cái dễ thơm nó đỏ rồi. Đây. Đây là cái gì? Vậy, đặt. Đó.
ra mọi người một cái cục gỗ như này mà đem mua cục gỗ này nó đã rơi vào tầm khoảng đâu đó cái tiền phôi ấy, tiền phôi của gỗ này nó rơi vào tầm khoảng 1,5 triệu, 1,5 triệu một phôi này. Bán tặng mọi người nó thơm lắm. Tặng anh em rất là thơm và tuyệt vời luôn. Sau ấy nhé, bây giờ mình đo kích thước thơm dã man, nhìn hàng này nhìn cái màu ấy biết. Một anh em nhanh tay duy nhất và giá kỷ niệm cho mọi người, pho này là chiều cao là 69. Cao 69. Chiều rộng của pho này là 30. Và chiều sâu của pho này là 22. Kỷ niệm cho một anh em nhanh tay duy nhất ngày hôm nay. Bức này 2.450.000. Em không lấy công của em nữa nhé mọi người nhé. Bán hết thôi. Nhà em còn một bức này nữa và trong nhà còn duy nhất một bức chúc phúc nữa là hết. Em sẽ bán hết bức này và bán một bức ở trong nhà nữa. Nếu tí em thích quay quay cái bức trong nhà mọi người. Là bức trong nhà là hết. Không còn là hàng như vậy nữa. Đây là giá em bán cái giá sản xuất ra cho mọi người. Em không lấy một đồng công của luôn. Bán hết thôi. Hết thôi anh em. Em không làm hàng này nữa nhé. Thì bởi vì gỗ được của gỗ thì mới hôm qua là mới về một xe gỗ thôi. Mới về một xe gỗ Hậu An thôi. Chưa làm nhưng em cũng sẽ không làm hàng này nữa. Em sẽ làm bằng to hơn. Là tới sẽ vào bằng to hơn. 2,450 đấy nha mọi người. Một chiếc luôn nhá, anh em chuyển quả hết cho nhá. Thật sự mọi người ở cái giá như thế thì em nói mọi người là phải là mình phải đi mua được gỗ. Em mua em toàn mua cả xe gỗ. Em còn bán phui cơ mà. Đây này. Em cho mọi người cái ảnh này, xe gỗ mới về. Em còn bán phui mà. Để hai anh em còn bán phui mà. Đây anh em nhìn nhé, đây là em của em đây này. Hàng mới về anh em cần gì đến chọn nhé, thoải mái nhé. Đấy, 2 giờ trước này, anh em nhìn chưa. Đấy, phôi không thiếu đâu anh em, nhiều anh em cứ nghĩ là phôi hiếm. Nó là những cái rễ rất là nhiều luôn. Đó là những cái rễ cắt ở rừng, moi móc ở rừng. Này, anh em nhìn đây, mọi người nhìn đây, nó toàn những cái rễ này này, đây, đấy, nó những cái rễ đang ném xuống xe này, đấy, những rễ này, đấy, nó là những cái rễ, toàn những cái rễ, nòng khà nòng khòng, nhiều khi về chả làm được cái mẹ gì, nó mua xe để nó phải mua cả xe đấy thì cái số lượng nó mới rẻ. Xe mua nhiều à, giá mà rẻ đi thôi anh em ạ, và cũng làm cũng chả làm được cái giá đó đâu. Gỗ Ngọc Am để anh em yên tâm, riêng về Ngọc Am em Minh là người giá và vẫn rẻ, cực kỳ rẻ, bởi vì em trực tiếp đi mua phôi như Hà Giang, cả xe về mà em còn buôn cả phôi cơ mà, là không thiếu phôi cho anh em chọn, chọn là phôi có đẹp hay không thôi. Còn về gỗ hương thì em phải đi mua của người ta, gỗ hương thì phải đi mua ở xe kia. Ai này khả thi nó nặng bằng con voi. Bức này trông là nó to hơn con voi ấy. Nhưng mà em bê em cảm giác là nó chỉ ngang ngang cân với con voi thôi. Chắc nặng hơn được mấy cân. Mặc dù nếu mà đo kích thước bức này nó to hơn con voi nhiều. Nhưng mà cảm giác nó chỉ nặng hơn con voi tầm khoảng 5 cân. Bức này tầm khoảng 50 cân. 50 cân bức này. Con voi kia phải nặng 45 cân ấy. Thì anh em mới biết là cái gỗ voi, gỗ lu nó nặng như nào. Để gỗ gốc lúc này thằng thợ là hấp mà lại vỡ ngũ phúc chết đoàn.
Thực ra những cái bước này thường thường bọn em chỉ làm tam phúc thôi anh em ạ. Nhưng mà thằng cu em này nó hấp hơi thì nó lại vỡ ngũ phúc năm trẻ. Em sẽ chia sẻ mọi người câu chuyện này, cái hàng ngũ phúc là năm trẻ 1 2 3 4 5 này. Đấy. Thì cái câu chuyện về cái năm trẻ này thì nó có một cái tích năm cái đứa trẻ con này về sau nó hay gắn liền với cụ Di Lặc, thì nó gọi là cái gì đó mà em nó gọi là 50 hay cái gì đó, cũng nói chung có rất nhiều câu chuyện xoay quanh những cái đứa trẻ này. Đấy. Nó gắn liền với cụ Di Lặc ấy. Nhưng thường thường làm chỉ làm 3 trẻ thôi. Còn ít khi làm 5 trẻ, bởi vì sao? Anh em nhiều anh em thích chơi từ bao giờ cũng thích là ngũ phúc, nhưng mà mọi người lại không muốn bỏ thêm nhiều tiền. Đấy. Và anh em lại chỉ muốn mua ngũ phúc với cái giá của cái tượng nó chỉ có 2 trẻ hoặc là 1 trẻ. Anh em đâu biết rằng để mà làm thêm được một đứa trẻ con này thì bọn em phải đầu tư thêm, nó rơi vào tầm khoảng 300 đến 500 nghìn một đứa. Từ công vỡ, từ công gọt, cho đến cái công tác làm mặt. Anh em mình dùng là một cái mặt trẻ con này là 80 nghìn. Và một cái mặt cụ Di Lặc to này là rơi tầm khoảng, bây giờ lên tầm khoảng 400, 400 rưỡi. Trước là 300, là 400 rưỡi. Còn mặt trẻ con này trước là 50 nghìn. Nhưng mà mặt đẹp như này là hôm nọ thuê thằng cụ em này đục vỡ mặt này. 80 nghìn đồng mặt trẻ con này. Anh em nhìn này. Đấy. Và đây là đục nó nguyên một cái gốc, nguyên một gốc cái hương, hương ta này đục lên. Đây là ngũ phúc anh em nhé. Đó. Nhiều anh em cứ bảo đục ngũ phúc đi, nhưng mà đến lúc hỏi giá thì lại chỉ tính giá nhị phúc mới tam phúc, không tính ngũ phúc. Đấy. Mỗi đứa trẻ con nó thêm mấy trăm nghìn đấy mọi người ạ. Anh em xem cái phôi sau đó. Nguyên gốc. Phôi này quá chất nữa. Anh em nhìn này. Tứ diện nhá, hàng này làm rất là kỹ đâu anh em ạ. Hàng ngũ phúc thằng này nó vỡ kỹ lắm này. Vỡ này là bán chết đòn luôn. Không công đâu. Vì em hay bán cái giá, những cái pho này em chỉ bán tầm khoảng 5 triệu đổ lại thôi. Và những cái hàng đục nó không được như này. Đó, chất phôi này. Dã man luôn. Chất phôi anh em nhìn này. Hàng không đục được như này đâu mọi người ạ. À. Đục lần cùng lắm chỉ 3 trẻ thôi. 5 triệu đổ lại hàng này thì đục 3 trẻ thôi. Mấy em lấy hàng này đục là đục ngũ phúc này. Đấy, và liền nguyên khối 100% nhá. Này để cái đầu bàn uống nước là phê luôn đấy. Cái gỗ thì nó rất là dày, nguyên một cục cốc mà đây tròn vuông này. Gỗ vuông đét luôn. Bước này anh em mua thị trường thì bên em mình bán bước này thì tầm khoảng 5 triệu đổ lại một chút đấy. Với cái hàng tam phúc như hàng ngũ phúc thì này đáng nhẽ phải bán 95 triệu đấy. Còn bước này trên thị trường anh em mua thì dao động từ 6 triệu đến 7 triệu, đó là giá hợp lý đúng không ạ? Với chất phôi và kích thước to này thì giá sẽ là từ 6 đến 7 triệu. Còn riêng em Minh bán cho mọi người, em bán cái bức ngũ phúc này em vẫn bán bằng cái hàng em bán cho mọi người tam phúc thôi. Bức này thì anh em nhìn phê phê luôn này. Không cần phải nói nhiều cái hàng như này nữa. Quá đẹp. Cân đối hài hòa. To, nặng, nạc. To đặc lạc mọi người nhé. Nó dày quá. Dày quá. Không làm gì, dày quá, dày phôi quá, khó cho người bán vô cùng, dày hơn 50 nữa chết không, bán trên 5 triệu, dày 50 các bạn. Những cái bức này bình thường em bán nó chỉ tầm khoảng 5 triệu thôi, nhưng hàng tam phúc và cái độ dày của phôi nó cũng không được dày đến 50 này đâu, nó chỉ khoảng 40 quay đầu thôi, những bức này dày 50 thôi. Nguyên cục mà rộng 60, cái chiều rộng này là 60 này. Đục tứ diện anh em nhé, đục kỹ ạ, hàng đục kỹ hơn nhé. Và cao là 46, cao 46 mọi người nhé, cao 46, cao 46. Bây giờ như này nhá, em bán cho mọi người cái giá như này, nó hợp lý thôi. Anh em nghe là phun chôn luôn và giá không có ship nhé.
4,8 triệu, 4,8 50 đi, chìm 50 nữa đi, mẹ rẻ quá, 4,8 50, 4,8 50 anh em nhá. Nó ngũ phúc đấy anh em ạ, à. Nó dày 50 phân, rộng 60 phân, không có nợ một chút nào của con phò này. Con này người ta bán 6 triệu 7 triệu mình bán 4,8. Giá này thì anh em còn không yêu nữa thì thôi ấy. Chịu. Chứ là chịu. 4,8 là quá hợp lý anh em ạ, à. Tầm này không thể nào không giá 4,8 nói mọi người với kích thước sâu 50 mà rộng 60 mà đục ngũ phúc. Kênh bom moi móc 5 thằng trẻ con như này. 5 đứa trẻ con này. Anh em có đi tham khảo đi. Cả thế giới ngoài bán nhưng nói thì Việt Nam. Ở clip này có mấy món này mà khá là dài, kéo dài hơn tiếng đồng hồ này anh em. Hơn tiếng đồng hồ. Thì thôi em cũng xin dừng ở đây. Anh em nào nghe được cái món nào hợp lý thì anh em xúc nhá. Toàn hàng đẹp ra im thôi. Thực ra anh em hình dung là cái hàng tượng này làm nó không có công đâu. Với cái giá 4,8 triệu thì với một cái cục phôi mà to như này và đục bét tè nhè 5 thằng trẻ con này không có công đâu. Nếu mà không làm chủ được nguồn thợ, không làm chủ được cái giá cả và cạnh tranh, không tiết kiệm được chi phí mà bán với cái giá 4,8 triệu này thì vỡ mỡ, vỡ lợ luôn. Không có công đâu anh em ạ. Nhiều khi đây, nếu mà để cạnh cái pho di lặc này mà để cạnh một cái pho con giống 2 triệu thì em nói mọi người nó phải to gấp 10 lần cái pho con giống 2 triệu. Mà con giống đục nó dễ vô cùng luôn. Mà đây pho di lặc đục bét tè là nhè luôn. Đục bét tè là nhè luôn ấy, gọi là bét tè là nhè luôn mà bán có 4,8 triệu. Khó khăn vô cùng luôn đấy. Mà thôi, khó khăn thì phải càng phải cố gắng vậy, không biết sao được. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Chúc anh em một buổi sáng ngày thứ hai, à đâu, mẹ là thứ hai, sáng ngày thứ năm, thân tâm an lạc, vạn sự bình an, yêu món gì thì liên hệ nhá. Hàng này tầm này quá êm rồi mọi người ạ. Và xem clip thứ hai nhớ dành cho mình xin nút like, ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhá. Em xin chào, hẹn gặp lại ạ.